Thưa quý vị và các bạn thân mến, sĩ quan tình báo Tổng cục 5 Việt Nam, Phan Văn Anh Vũ, thường được biết với biệt danh Vũ Nhôm, đang bị tạm giam tại Singapore từ hôm 28 tháng 12 năm 2017 và muốn khai báo với cảnh sát Đức về kẻ chủ mưu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hôm 23 tháng 7. Sau khi có thông tin về Việc ông Phan Văn Anh Vũ đang bị tạm giữ tại Singapore hôm 28 tháng 12 với lý do có vấn đề về hộ chiếu. Tới thời điểm này, sau 72 tiếng tạm giữ, ông Phan Văn Anh Vũ vẫn chưa được trả tự do. Nhiều khả năng chính quyền Việt Nam đang cố gắng thương thảo với Singapore để hy vọng dẫn độ được ông Phan Văn Anh Vũ về Hà Nội trong một diễn biến khác thông tin được đưa ra còn cho biết thêm ngoài vị luật sư người singapore đang trực tiếp bảo vệ quyền lợi pháp lý cho ông phan văn anh vũ tại nơi tạm giữ vợ ông phan văn anh vũ đã có văn bản yêu cầu một luật sư giỏi của đức đứng ra bảo vệ và tranh tụng cho trường hợp của sĩ quan tình báo tổng cục năm này trên lãnh thổ đức và quốc tế sự việc trở nên nghiêm trọng khi thông tin từ một người bạn của ông Phan Văn Anh Vũ, hiện cũng đang ở Singapore xác nhận, ông Phan Văn Anh Vũ đã ra đi và mang theo nhiều tài liệu mật, trong đó chủ yếu là hồ sơ và các bằng chứng về đường dây tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức hôm 23 tháng 7 cùng kẻ chủ mưu vụ này. Ông ấy muốn gặp trực tiếp cảnh sát điều tra và viện công lý liên bang Đức để cung cấp các thông tin về trường hợp bắt cóc đưa những kẻ phạm tội trên lãnh thổ đức ra ánh sáng cũng nguồn tin này cho biết luật sư đức hiện đã nhận giấy ủy quyền và gửi văn bản đến đại sứ quán đức ở singapore để yêu cầu can thiệp cho phép đưa ông phan văn anh vũ về đức để phục vụ công tác điều tra với danh nghĩa là một nhân chứng quan trọng được biết thông tin từ nguồn này Ông Phan Văn Anh Vũ chính là sĩ quan tình báo với vai trò đứng đầu một số công ty bình phong của Bộ Công an Việt Nam đã trực tiếp cung cấp cho Tổng cục Nam toàn bộ tài chính, hậu cần cho việc điều tra, thăm dò và tổ chức bắt cóc chớp nhoáng Trịnh Xuân Thanh. Phía cơ quan an ninh Đức đã tiếp nhận hồ sơ cùng thông tin về nhân chứng Phan Văn Anh Vũ, chuyên án điều tra LKA1 về vụ Trịnh Xuân Thanh đã có biện pháp nghiệp vụ phù hợp trong thời gian ngắn tới đây vụ án vũ nhôm và ván cờ triệt hạ chủ tịch nước trần đại quang điều mà dư luận nghi ngờ vì hết sức lạ lùng là kể từ khi bắt cóc trịnh xuân thanh người ta tuyệt đối vẫn chưa biết ai đứng đằng sau và tổ chức cho nghi can này bỏ trốn vì thế có lẽ việc bắt hụt vũ nhôm và để con cá này bỏ trốn có lẽ nằm trong tính toán của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí Thư Trọng muốn đẩy Vũ Nhôm vào tình thế phải bỏ trốn rồi sẽ bắt lại. Khi đó chắc chắn ông Trọng sẽ lôi ra hàng lô, hàng lốc tướng lĩnh công an đứng sau để bảo kê và tổ chức cho đại gia Phan Văn Anh Vũ cũng như Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2017, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính Toàn quân và Đảng ủy Công an Trung ương. Bộ Công an khai mạc Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 72. Người ta thấy trong buổi lễ khai mạc các nghị, các hội nghị quan trọng này với sự xuất hiện của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục tham dự và chỉ đạo hội nghị. Ngoài ra còn có ông Tô Lâm, bà Trương Thị Mai, ông Nguyễn Văn Bình, ông Phan Đình Trạc, Đáng chú ý là tại đại hội hội nghị quan trọng của các lực lượng vũ trang lại vắng mặt chủ tịch nước Trần Đại Quang và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên khai mạc. Chủ tịch Trần Đại Quang chỉ xuất hiện và phát biểu khi không có mặt tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cộng với việc ông Nguyễn Phú Trọng vừa ban hành quy định không bổ nhiệm các cán bộ có vấn đề về sức khỏe và đạo đức theo đó, những cán bộ sau khi được bổ nhiệm vì những lý do cụ thể như sức khỏe, không bảo đảm sẽ được thay thế kịp thời, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm. Người ta cho rằng quy định này có ý đồ nhằm đến ông Trần Đại Quang. Điều đó cho thấy, dẫu rằng, thâm tâm của Tổng Bí Thư rất muốn nhân cơ hội này sau khi bắt thanh chạm thăng rồi diệt dũng để báo thù trả hận, nhưng kẻ đang nằm trong toan tính của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là Chủ tịch nước Trần Đại Quang chứ không phải là đồng chí 3X. Sở dĩ có nhận định như vậy không chỉ có cách đưa tin của truyền thông nhà nước xung quanh các tội trạng của ông Đinh La Thăng. Người ta cố ý đưa tin cho thấy ông Đinh La Thăng cố ý làm trái các chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Cũng không hẳn vì thế mà lực của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Vũ Trọng dẫu có thể khuynh loát trong lúc này nhưng chưa đủ mạnh cần phải có giống như Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc để có thể làm những gì mà ông Trọng muốn Điều quan trọng là ông Trọng không dám cạn tàu giáo máng với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào lúc này vì sức ép của các cựu lãnh đạo Lão Thành đặc biệt là Thái Thượng Hoàng còn ngồi đó không phải là nhỏ Việc nhà báo Huy Đức viết một status nhạy cảm Lê Đức Anh, Kitsch những đứa con của lê đức anh để hạ bệ thái thượng hoàng lê đức anh rồi nhanh chóng gỡ xuống sau đó về thực chất là chiêu ném đá dò đường thử phản ứng của dư luận huy đức viết điều đó để phục vụ cho thế lực chính trị nào thì không nói ai cũng biết nghĩa là ông trọng chưa có thời và cơ để có thể thịt được ông ba dũng tại thời điểm này khi những thông tin về Tổng cục 5, Tổng cục Tình báo Bộ Công an làm kinh tế bị tung ra ngoài dồn dập gây xôn xao dư luận. Người ta đã hình dung ra sự chia rẽ trong nội bộ ban lãnh đạo Bộ Công an. Điều đó được coi là dấu hiệu quyền lực và sự ảnh hưởng của ông Trần Đại Quang tại Bộ Công an đã lung lay. Khi dư luận đã có thông tin cho rằng dẫu chủ tịch nước, một trong bốn chức vị cao nhất trong ban lãnh đạo, nhưng hàng ngày vào buổi trưa ông Chủ tịch Trần Đại Quang vẫn về trụ sở Bộ Công an ngồi làm việc trong phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Công an cũ của mình và Bộ trưởng Công an Tô Lâm vẫn là cái bóng với tư cách người giúp việc. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột nhiên tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương và được sự ủng hộ của Thượng tướng Tô Lâm một phần cũng vì lý do này. Công cuộc đút củi vào lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến ngày hôm nay thành công một phần cũng do sự giúp sức hết sức nhiệt tình của Bộ trưởng Công an Tô Lâm mà việc tháo nút thắt bằng tổ chức bắt cóc nghi can Trịnh Xuân Thanh dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an đã sang Berlin hôm 16 tháng 7 trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc và đích thân sang Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, theo tin của tình báo Cộng hòa Liên bang Đức. Nghĩa là việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam là do Bộ Công an thực hiện chứ không phải Tổng cục 2 tình báo quân đội tiến hành. Vì thế, việc tại sao Bộ trưởng Công an Tô Lâm trả lời truyền thông rằng ông ta không biết việc Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú sẽ là chuyện dễ hiểu Trước đây, ý của Tổng Bí Thư là bằng mọi giá phải bắt được Trịnh Xuân Thanh vì khi đó ông Nguyễn Phú Trọng có động cơ muốn tiêu diệt Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí Thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Khi ấy, người ta đã nhìn thấy lộ trình đánh sẽ là Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận và Đinh La Thăng. Sau đó cũng vẫn là ý của ông Trọng là phải xử lý kỷ luật chốt chức ủy viên trung ương đảng của ông Nguyễn Xuân Anh với lý do lãng nhách thiếu sức thuyết phục cuộc chiến phe nhóm tại đà nẵng thời gian trước đây là sự xung đột mâu thuẫn giữa một bên là ông nguyễn xuân anh là bí thư thành ủy có quan hệ mật thiết với vũ nhôm liên minh này mâu thuẫn với phe của ông huỳnh đức thơ đang là chủ tịch đà nẵng và là tân bí thư trương quang nghĩa vậy lộ trình đánh nguyễn xuân anh là gì nếu không phải là lộ trình nguyễn xuân anh phan anh vũ và trần đại quang có lẽ việc bắt vũ nhôm của bộ công an trước đây thì không hề khó nhưng truy tố phan văn anh vũ bằng tội danh gì mới là cái khó bởi vì thương nhân họ mua bán đi mua đi bán lại kiếm tranh lệch giá là lẽ đương nhiên chứ làm gì có tội còn kẻ có tội phải là những quan chức biến chất cố ý bán rẻ để rồi chia các tranh lệch với vũ nhôm bằng cách không qua đấu thầu công khai hay chỉ định bên mua thì đó là lỗi của nhà nước, Vũ Nhôm không có tội. Dẫu rằng việc Vũ Nhôm được một thế lực chính trị lớn chống lưng để làm ăn kinh tế thông qua việc núp bóng công ty bình phong của Tổng Cục 5, Tổng Cục Tình báo Bộ Công an để kinh doanh bất động sản, mà thực chất là mua bán công sản đã hưởng lợi hàng ngàn tỷ mà không ai biết. Xong, người đại diện cho các công ty bình phong của Tổng cục 5 là Thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ, Vũ Nhôm. Nghĩa là dịch vụ kinh tế này là của Bộ Công an, vì thế người ta không thể truy tố Vũ Nhôm về tội tham nhũng, tham ô mà là tội tiết lộ bí mật của nhà nước. Như thế có thể hiểu, đằng sau câu chuyện ai đó đã tung tài liệu mật về Tổng cục 5, Tổng cục tình báo Bộ Công an chỉ là vấn đề xoay quanh nhân vật Phan Văn Anh Vũ nó không đơn giản chỉ là chuyện tiền bạc mà nó là vấn đề liên quan đến quyền lực trong bộ công an vì vũ nhôm được ai bảo kê nếu không phải là ông trần đại quang vì ai cũng biết tổng cục tình báo bộ công an là đơn vị có mối quan hệ cực kỳ gắn bó với chủ tịch nước trần đại quang và trung tướng bùi văn thành thứ trưởng công an kiêm tổng cục trưởng tổng cục tình báo bộ công an không chỉ là người đồng hương Ninh Bình mà còn là một tay chân thân tín của ông Quang. Vì thế, tung tài liệu tình báo tuyệt mật nhằm đánh phá Tổng cục năm tức là người ta muốn đánh phá và mất uy tín của ông Trần Đại Quang. Việc triệt hạ được ảnh hưởng của ông Trần Đại Quang tại Bộ Công an đã được nhiều cá nhân và thế lực ủng hộ và chung tay. Trước hết là Bộ trưởng Tô Lâm là người hưởng lợi trong việc này, vì triệt hạ được ảnh hưởng của Trần Đại Quang tại bộ này thì tướng Tô Lâm sẽ giành được thực lực tại bộ công an để có cơ hội sắp xếp lại những người thuộc phe cánh của mình. Sau đó đến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đơn giản, chỉ vì ông trọng muốn ông Quang kế vị ngôi tổng bí thư của mình mà sẽ phải là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Một khi ông Trần Đại Quang bị mất uy tín sẽ là thắng lợi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc đua vào chức Tổng Bí Thư khi ông Trọng chính thức nghỉ hưu. Vì con đường tiến đến chức Tổng Bí Thư của ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ thanh thang hơn khi không có đối thủ Trần Đại Quang. Phe lợi ích nhóm trong quân đội lâu nay muốn triệt hạ để thâu tóm những miếng mồi làm kinh tế như trường hợp của Vũ Nhôm mà Bộ Công an đang có. Lâu nay dư luận tại Đà Nẵng vẫn truyền nhau câu chuyện về quan hệ giữa ông Trần Đại Quang và Vũ Nhôm. Đó không chỉ là việc bà Hờ, vợ của đại gia Vũ Nhôm là con của em gái bà Nguyễn Thị Hiền là phu nhân của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cũng không phải là việc người ta thấy ông Trần Đại Quang khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an thường xuyên có mặt tại căn nhà 82 Trần Quốc Toàn, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ. Mà là chuyện mỗi sáng khi thấy đại gia Vũ Nhôm đến uống cà phê ở đường Thái Phiên thì nhiều người hay nói đùa với nhau rằng trần đại vũ đến rồi kìa chuyện này thoáng nghe chỉ là chuyện đùa xong đến nay theo báo dân việt đưa tin liên quan đến việc truy nã vũ nhôm bộ công an cũng yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tạm dừng tất cả các giao dịch chuyển đổi tài sản liên quan đến ba cá nhân đáng chú ý trong đó có tên của ông trần đại vũ đồng thời bài báo này cũng cho biết ông phan văn anh vũ thường gọi vũ nhôm sinh ngày 2 tháng 11 năm 1975 nhưng cùng một lúc có hai chứng minh nhân dân với hai mã số công dân khác nhau đó là các chứng minh nhân dân số 12243 660 cấp ngày 11 tháng 8 năm 2009 và chứng minh nhân dân số293 660 cấp ngày 31 tháng 1 năm 2000 dưới hai tên khác nhau là Phan Văn Anh Vũ và Trần Đại Vũ cũng như vụ án Trịnh Xuân Thanh khi chưa bắt được nghi can này thì truyền thông nhà nước buộc tội Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát 3.200 tỷ, nghe rất lớn và quan trọng. Khi bắt được thì Trịnh Xuân Thanh tham ô chưa đến 20 tỷ đồng nhưng cái được lớn nhất của Tổng Trọng nhổ được cái gai Đinh La Thăng, một ứng cử viên chức Tổng Bí Thư trong một tương lai không xa. Điều mà dư luận nghi ngờ vì hết sức lạ lùng là kể từ khi bắt được trịnh xuân thanh người ta tuyệt đối vẫn chưa biết ai đứng đằng sau và tổ chức cho nghi can này bỏ trốn vì thế có lẽ việc bắt hụt vũ nhôm và để con cá này bỏ trốn hoàn toàn trong tính toán của tổng bí thư nguyễn phú trọng tổng bí thư trọng muốn đẩy vũ nhôm vào tình thế phải bỏ trốn rồi sẽ bắt lại khi đó chắc chắn ông trọng sẽ lôi ra hang Lô hàng lốc các tướng lĩnh công an đứng sau để bảo kê và tổ chức cho đại gia Phan Văn Anh Vũ cũng như Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Biết đâu đấy lại là ông Trần Đại Quang. Ngày 30 tháng 12 năm 2017, Kami AFE tiếng Việt